Con xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ 3 trong 4 Chủ nhật mùa vòng để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng sinh. Mùa vòng cũng là mùa mà chúng ta cần dành nhiều thời gian để cầu nguyện để chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện để chúng ta dọn dẹp tâm hồn và cầu nguyện để chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa đang đến với cuộc đời của chúng ta. Con xin được đọc một câu chuyện với tựa đề Cầu nguyện nhiều như vậy để được gì? Rất là thiết thực. Cầu nguyện nhiều như vậy để được gì? Một người ngoại đạo hỏi tôi, bạn được gì khi ngày nào cũng kiên trì cầu nguyện với Chúa như thế? Bạn được gì khi ngày nào cũng kiên trì cầu nguyện với Chúa như thế? Tôi đã thành thật trả lời, thường thì tôi chẳng giành được gì cả, mà thực ra mất đi nhiều thứ. Thường thì tôi chẳng giành được gì cả, mà thực ra mất đi nhiều thứ. Cầu nguyện nhiều thì mất đi nhiều thứ. Mất đi những thứ gì? Tôi mất đi lòng tự cao, tôi mất đi tính kiêu căng, tôi mất đi sự tham lam, tôi mất đi thói gian dối, tôi mất đi tính nóng giận, tôi mất đi tật xét đoán, tôi mất đi sự hấp tấp, tôi mất đi mong muốn phạm tội, tôi mất đi lòng ghen ghét hờn giận, tôi mất đi sự chán nản, thất vọng và hèn nhát. Đôi khi chúng ta cầu nguyện không phải là để giành được một điều gì đó, nhưng là để mất đi những thứ cản trở. Mất đi những thứ cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa. Cầu nguyện rèn giũa, thêm sức mạnh và chữa lành tâm hồn mỗi người. Cầu nguyện là kênh nối kết chúng ta trực tiếp với Chúa. Cầu nguyện là kênh nối kết chúng ta trực tiếp với Chúa. Thế thì người ngoại đạo hỏi một người có đạo rằng là anh cầu nguyện nhiều như vậy thì anh được cái gì? Thì anh ta đã trả lời là tôi thấy tôi chẳng được cái gì mà tôi mất đi nhiều thứ. Mất đi lòng kiêu căng, mất đi sự tham lam, mất đi tính nóng giận. Đôi khi chúng ta cầu nguyện không phải là để giành được một điều gì đó, nhưng là để mất đi những thứ cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa. Mất đi những thứ cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa. Cầu nguyện rèn giũa thêm sức mạnh và chữa lành tâm hồn mỗi người. Cầu nguyện là kênh nối kết chúng ta trực tiếp với Chúa. Chúa ơi, có những lúc vì bận rộn chúng con đã quên mất Chúa. Những lúc yếu đuối chúng con đã không làm đẹp lòng Chúa. Nhưng tình yêu Chúa to lớn hơn những sự bất toàn của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con sức mạnh để chúng con đứng dậy sau những lần sa ngã. Xin cho chúng con biết